Rồi, ok, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Như tiêu đề video thì anh em thấy rồi, hôm nay mình không chỉ mang một mà tới tận hai chiếc màn hình đến từ thương hiệu ViewSonic, có mã hiệu đó chính là VX2758 và VX3258. Nói về ViewSonic một chút, dành cho những ai chưa biết thì đây là một trong những nhà sản xuất đến từ Bắc Mỹ. Họ có khá là nhiều những mẫu màn hình phục vụ với các nhu cầu khác nhau, từ chơi game cho tới làm đồ họa. Và đối với những mẫu màn hình phục vụ nhu cầu chơi game của hãng này thì thường có một mức giá cực kỳ cạnh tranh so với những mẫu màn hình chơi game đến từ các hãng Trung Quốc khác. Và cùng xem thì hai mẫu màn hình mình mang tới cho các bạn trong video ngày hôm nay thì nó sẽ thể hiện cái hiệu năng trong quá trình khi mà chúng ta chơi game như thế nào, và nó có phải là hai mẫu màn hình mà các bạn đang đi tìm kiếm bấy lâu nay để phục vụ với nhu cầu chơi game hay là không, thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Về phần thiết kế thì hai chiếc màn hình này nó chỉ có sự khác biệt duy nhất, đó chính là một phiên bản 32 inch và một phiên bản 27 inch và thôi. Thì nó sẽ đúng như cái tên gọi là VX2758 và VX3258. Ngoài ra thì nó sẽ không có một cái sự khác biệt nào ở trên thiết kế của hai mẫu màn hình này. Ở phần mặt sau thì nó sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa. Với cá nhân mình thì mình không thích cái phần mặt sau này cho lắm, bởi vì nó đã là nhựa rồi thì nó còn là nhựa bóng nữa. Nhìn vào thì nó sẽ không được sang trọng so với một số màn hình nó được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại hay là chất liệu bằng nhựa nhám, nhìn nó sẽ đẹp hơn cũng như nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Cũng ngay ở phần mặt sau này chúng ta sẽ có một cái logo với dòng chữ là ViewSonic được làm màu trắng. Và khi nhìn xuống dưới thì đây sẽ là nơi đặt các cổng kết nối. Chúng ta sẽ có bao gồm là hai cổng HDMI, một cổng DVI. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cổng cắm nguồn và hai cổng audio in và out. Nhìn rộng ra hơn thì đây sẽ là nơi đặt hai cái loa. Để nói về chất lượng âm thanh ở trên hai loa này thì nó sẽ chỉ lại mức gọi là tạm chấp nhận được và thôi. Nếu như anh em nào đang có ý định gọi là sử dụng hai chiếc loa này để có thể nghe những bản nhạc EDM hay là sử dụng nó để chơi những tựa game PUBG hay là những tựa game thuộc thể loại FPS nghe tiếng chân, thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng hai chiếc loa này, bởi vì cái chất lượng âm thanh của nó gọi là chỉ có thể tạm chấp nhận được mà thôi. Một trong những cái điểm mà mình cực kỳ thích ở trên mẫu màn hình này đó chính là nó sẽ được trang bị cái công tác điều khiển joystick, giúp cho các bạn có thể điều chỉnh được những cái chế độ gaming rồi tâm ngắm ở trên mẫu màn hình này có. Rồi chúng ta lại còn có thể điều chỉnh được độ màu sắc, độ tương phản, độ contrast các thứ qua cái joystick này mà thôi. Nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều so với những mẫu màn hình sử dụng các phím bấm, bởi vì các bạn phải lần mò rồi bấm các thứ nữa. Đôi khi mà chúng ta không nhìn thì chúng ta còn xảy ra hiện tượng gọi là bấm nhầm ở trên những mẫu màn hình sử dụng các phím bấm. Còn joystick nó đã khắc phục được hoàn toàn cái điều đó. Còn về phần chân đế thì nó sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại hình chữ V cực kỳ là chắc chắn. Mình có thử rung lắc bàn một cách rất là mạnh thì mẫu màn hình này nó vẫn có thể đứng vững một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì cái điểm mà mình chưa thích thì nó cũng đến từ ngay cái phần chân đế này. Đó chính là cái phần trụ của chân đế thì nó làm hơi bị ngắn một chút. Theo mình thấy thì ViewSonic nếu như mà làm dài ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đặc biệt là đối với phiên bản 32 inch, khi mà mình nhìn vào thì cái phần trụ này do nó làm quá ngắn vậy nên thì mình sẽ có một cái cảm giác gọi là nó khá là bị tù khi mà nhìn chính diện vào. Quay trở lại mặt trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất đây là một chiếc màn hình cong với độ cong là 1800R. Nhưng cái điểm làm mình ấn tượng nhất có lẽ nó sẽ đến từ cái phần bề màn hình. Nó có một cái độ mỏng phải nói là cực kỳ là mỏng luôn. Nó chỉ mỏng bằng 1/3, chưa tới 1/3 đốt ngón tay của mình mà thôi. Nó sẽ mỏng ở hai cạnh trái và phần cạnh phải cũng như là phần cạnh trên. Cạnh dưới thì đương nhiên rồi, nó sẽ được làm dày hơn một chút. Đây sẽ là nơi đặt cái logo ViewSonic của chúng ta. Còn về thông số chi tiết thì nó sẽ được trang bị một màn hình với kích thước là 27 cũng như là 32 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền là VA, tỷ lệ 16:9. Nó sẽ được trang bị cái tần số quét 144Hz, thời gian đáp ứng của nó chỉ là 5ms mà thôi. Ngoài ra thì một số những cái công nghệ cũng được tích hợp ở trên mẫu màn hình này, như là công nghệ AMD FreeSync giảm hiện tượng xé hình và cái công nghệ lọc ánh sáng xanh bảo vệ mắt của chúng ta một cách rất là tốt. Còn về hiệu năng thực tế của chiếc màn hình này thì mình có thử qua những tác vụ như là lướt Facebook này, xem video YouTube và chơi những tựa game thuộc thể loại FPS, trong đó có đó chính là CS:GO và PUBG. Đầu tiên với những tác vụ như là lướt Facebook thì tất nhiên rồi, với màn hình 144Hz nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác cũng như cái mắt nhìn khi mà chúng ta lướt trên feed nó sẽ mượt hơn rất là nhiều so với những mẫu màn hình sử dụng cái tần số quét là 60 hay là 75Hz. Tiếp đến thì mình có thử xem qua video YouTube. Với cái tấm nền VR nó tái tạo lấy cái màu sắc sống động cũng như rực rỡ hơn. Vậy nên thì cái màu sắc khi mà chúng ta xem video của nó cũng nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Và đặc biệt là nếu như những ai mua chiếc màn hình này để phục vụ với cái nhu cầu đó như là xem video thì nó cũng sẽ đáp ứng rất là tốt. Và cuối cùng để tổng kết lại về hai mẫu hình này, với cá nhân mình nhận thấy nếu chỉ để phục vụ với cái nhu cầu để chỉ là chơi game mà thôi thì nó đáp ứng phải nói là cực kỳ là tốt, khi mà nó mang cho mình những cái thông số vẫn cứng khủng, rồi những cái công nghệ tiên tiến như là AMD FreeSync, rồi những cái công nghệ như là lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ mắt của chúng ta tốt hơn trong quá trình anh em sử dụng lâu dài, rồi tần số quét của nó lên tới 144Hz
thời gian đáp ứng chỉ là 5 ms mà thôi. Cái nhân vật của chúng ta trong quá trình khi mà anh em chơi game lúc nào nó cũng có cái cảm giác đó chính là nó sẽ nhanh hơn so với những mẫu màn hình có tần số quét là 60 hay là 75 Hz khác. Còn nếu như anh em đang muốn có ý định mua nó để phục vụ với nhu cầu để chính là làm đồ họa thì mình xin đính chính lại là anh em không nên mua chiếc màn hình này, bởi vì nó mang cho mình cái tấm nền VR, nó sẽ có cái màu sắc đậm hơn so với những chiếc màn hình có cái tấm nền IPS chuyên làm đồ họa, cũng như đó chính là cái độ rộng cũng như là cái góc nhìn của nó sẽ thấp hơn so với những chiếc màn hình IPS kia. Đó là những gì mình muốn mang tới cho các bạn về hai chiếc màn hình này. Các bạn cảm thấy như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Và đừng quên kể từ ngay video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ tặng cho các bạn một cái phần quà bí mật đến từ nhà tài trợ Alphard Computer dành cho ai có cái comment hay nhất cũng như là đạt được nhiều like nhất ở dưới cái video này cũng như là các video tiếp theo. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube Alphard Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.